Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip để cho các bạn xem cái phòng bếp của mình nó như thế nào ha. Rồi mời các bạn vào đây. Thấy ghê không? Đây, đây là cái phòng bếp của mình. Mình giới thiệu sơ bộ cho các bạn xem ha. Ở đây mình có tổng cộng là 4 vàng, như vậy thì là 48 hồ. Xin lỗi các bạn là phòng nó hơi bừa bộn ha. Mình sẽ đây, trên này có cái hồ chứa nước. Này bên này có một vàng hồ nữa. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chỉ các bạn xem là trong cái hệ thống của mình nó sẽ như thế nào, và những cái gì mình xài cho cái trại của mình. Này là hồ Blue Bowl, hồ Deep, hồ này hồ tàu lao nè, đây hồ Red Galaxy Tiger, hồ này là Red Spawn đó. Đây rồi, bây giờ mình sẽ nói là các bạn có thấy là ở đây cái trại của mình chỉ có dùng bio thôi ha, và không có vật liệu lọc gì khác ngoài cái bio và hai cái bông lọc này. Thì đầu tiên mình sẽ nói cho mấy bạn nghe về cái hệ thống oxy. Thì đây là cái toàn bộ cái hệ thống này thì nó chỉ có trái tim của hệ thống là cái máy oxy này. Đây các bạn thấy là mình đổ vô. Thì nguyên tắc của máy oxy á, khi mà bạn dùng cái này để các bạn tận dụng cái áp suất của cái máy nén oxy. Các bạn mua máy oxy thì sẽ phải để ý cho mình là thứ nhất là về cái công suất của nó. Ví dụ 12 hồ, một vàng 12 hồ khoảng 24 vòi thì mình thấy là nó xài khoảng chừng 80 lít là vừa. 80 lít là đẹp đó, và oxy nó phải ra rất mạnh đó. Còn nếu như mà xài một vàng như vàng này thì mình xài cái máy này như là 130 lít mà nó hơi dư à, mạnh tung chảo luôn. Thì nguyên tắc của máy oxy là gì, của cái vàng oxy là gì, là các bạn phải đi đường thẳng, các bạn không được chia nha. Đó, đi đường thẳng có nghĩa là cái luồng hơi của mình nó sẽ chỉ có đi nén theo một đường thẳng thôi. Này nó dòng lên nè, thấy không, nó dòng lên đi về cuối nè, lại đi đường thẳng quanh kia đó, rồi nó lại dòng lên như này. Thì nó là khi mà nó về cuối thì nó sẽ nén đóng lại, nén về cuối, các bạn thấy không đó. Thì như vậy nó mới đảm bảo được cái áp suất là đầu tiên. Cái thứ hai là khoảng cách, từ cố gắng làm sao khoảng cách từ vòi oxy xuống dưới cái lọc bio thì nó tương đối là giống nhau, để nó không có bị giảm áp. Nếu các bạn lắp cái vàng oxy theo kiểu như thế này thì áp suất của máy oxy trên khi mà nén vô á, trên từng cái cm nó sẽ rất là đều, và như vậy thì sẽ không có hiện tượng là chỗ thì mạnh chỗ thì yếu nha các bạn ha. Đó, còn cái vàng nước ở trên này thì mình là nước RO, mình bơm vô đây. Ở trên này cũng có một cái đây, nước máy RO bơm vô cái hồ chứa này đó. Rồi từ cái hồ chứa này thì mình mới bắt đầu đi xuống đánh số nè, đánh số từng vòi, nó sẽ tương ứng với từng cái hồ ở dưới này đó. Rồi đi xuống từng vòi, mình thả xuống vàng đường ngang đó, mình đi xuống từng vòi. Có van khóa để làm gì, để khi mà mình cần thay nước hay lật hồ thì mình khóa cái vòi đó lại đó. Thì cái hệ thống này, nguyên cái phòng này thì mình xài cái máy RO 50 lít một giờ này, để mình cho các bạn coi. Nếu các bạn thấy là đây nè, nó mình đi cái đường ống vô nè, rồi nó chỉ ra lum tà la, thấy không đó. Này cái máy, đây là cái máy RO nè đó. Mình lấy cái nguồn, hiện giờ mình đang xài là cái nguồn cấp là nguồn nước
nước thủy cục ha. Đó là nó đi vô trong phòng đó, thấy không? Rồi đó là cái dàn nước và cái dàn oxy. Các bạn phải đảm bảo là cái dàn oxy của mình mạnh nha, tại vì cái lọc, cái hệ thống lọc này á, các bạn phải lưu ý là cái vật liệu lọc nó không, mình không cần phải sử dụng quá nhiều, mà các bạn phải quan tâm cái vấn đề là công suất lọc của một cái hồ. Ví dụ như hồ này thì nó khoảng 50, dung tích nó khoảng 50 lít nước, thì công suất lọc của nó tối thiểu sẽ phải gấp 4 lần. Ví dụ là nếu như bạn xài lọc ngoài thì bạn sẽ tìm cái lọc 200 lít một giờ là tối thiểu, thì nó xử lý cho hồ 50 lít nước. Ở đây là mình đang, nếu mà mình tính theo cái công suất này thì nó sẽ rơi vào khoảng, nếu mà tính cái dòng thổi thì nó khoảng 400 lít giờ trong cái hồ, có nghĩa là gấp 8 lần cái dung tích cái hồ này. Thì các bạn thấy là nó thừa sức để có thể nuôi đẻ nhiều, nó có thể dư sức để nó đây, cái hồ này là cái hồ trống lọc ra, toàn chơi gay không, có vài con mái vậy mà nó cũng đẻ được đó. Con này là gì đây đó. Rồi cái gì nữa ta, à đây thì cái máy lạnh này, bây giờ đến cái máy lạnh thì cái máy lạnh mình đang để nhiệt độ là 26 độ, và nhiệt độ của hồ là 23 độ là bình thông nha. Còn nếu mà bên đây thì cái hồ dàn hồ này thì có thể là nó sẽ rơi vào khoảng 22 độ. Thì tại sao về phần máy lạnh á, thì mình nói như thế này, nghĩa là cái phòng này diện tích của nó chỉ khoảng 10 mét vuông, 9 mét mấy, thì đúng ra về công suất á, là chỉ cần một ngựa là có thể nuôi không chạy ok rồi. Nhưng nếu mà một ngựa thì nó sẽ không có đủ làm lạnh sâu, cho nên là đối với những cái bạn mà có ý định làm phòng tép như mình thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng máy công suất lớn hơn một chút xíu để lấy được độ lạnh sâu. Có nghĩa là máy mình đang sử dụng là một ngựa rưỡi, thì như vậy nó mới đáp ứng được là cái nhiệt độ 26 trong phòng nhưng mà nhiệt độ nước là 23. Còn nếu như hồi trước đây mình đã từng dùng cái một ngựa Daikin thì mình để 26 và nước cũng 26 luôn, nó nghĩa là nó không có làm lạnh sâu được. Nay cái hồ 2 tháng, nó sẽ 2 tháng tép lũ cũ luôn đó. Đó là về cái máy lạnh. Rồi phòng mình thì có thêm một cái máy để lọc không khí, mới hút thuốc cho nên nó 62. Nè cái này mình bỏ ra, hình như ấy là mình lọc ra là khi nào mà, có nghĩa là nền á, là mấy bạn khi mà muốn tái sử dụng á thì các bạn không nên phơi nắng nha. Có nghĩa là mình lấy nền ra xong mình chỉ việc hong khô thôi, nếu mà phơi nắng thì nó sẽ làm mất cái keo gia nhiệt á, thì cái hạt nền khi mà vô nước mình nhìn mình tưởng là nó bình thường, nhưng khi vô nước nó sẽ bị vụn ra, mất ẩm độ, mất keo gia nhiệt là nó bị vụn ra. Này, hồ này hồ Snow Black con nhiều lắm đó, tháng nào cũng phải lọc ra bỏ xuống dưới đây. Những con nào mà mình đánh rớt hạn thì mình lọc từ 0.6 đánh dưới đây. Rồi vấn đề nữa là rồi bây giờ mình cho các bạn xem là đây, cái kệ đồ chơi của mình nó sẽ gồm những cái gì. Cái này chắc nhiều người cũng muốn biết nè. Ok, đây là cái túi xích tép. Phía trên này á, nó là mấy bạn
cái phòng mình nó hơi lộn xộn xíu, tại vì hồi xưa nó là cái nhà kho mình cải thiện cải tạo lại để mình chạy test. Thì cái trên này á, là để coi nó gọi là gì, chung là thức ăn, vi sinh, vitamin chính. Này là thức ăn nè, là mình những cái loại thức ăn mình test đồ này kia đó đó, mình làm thức ăn đủ thứ hết đó. Cái này là hồi nó mua mà không có xài, butter powder. Cái này là hàng của Du nè, thức ăn của A Hòa mua về test thử nè. Đó. Rồi cái này là Snowflake, những cái đồ mình chơi. Cái này là Power Pure, cái này thì nó cung cấp cái những cái chủng vi khuẩn, vi sinh, enzyme để denitrat nha. Nói chung là phục hồi nhân phẩm đó. Cái này là hai thằng này là đi chung bộ, hai thằng này là kích chung nhau. Nó còn gì nữa? Cái này là thức ăn à, Nha Trang. Cái này là cái vi sinh trộn của mình. Rồi cái phần kế tiếp à, này là yeast nữa, mình trộn vi sinh đó. Kế tiếp là thuốc men nè. Rồi thì các bạn lưu ý cho mình là một cái trại nuôi thì sẽ cần luôn luôn thủ cho mình những cái thứ này. Thứ nhất là thuốc, cái này nói chung tất cả các loại thuốc thì mình không nên lạm dùng, nhưng mà phải có thuốc nè. Này là thuốc diệt sáng. Về cái thuốc diệt sáng này á thì nó là thuộc loại là tác động chậm, cho nên là nó rất an toàn. Cái nữa là các bạn lưu ý là ở đây thuốc nha, thì mình nói sơ bộ là thuốc thì các bạn sử dụng không có cần, nếu mà muốn các bạn muốn thay nước thì nên thay nước trước khi dùng thuốc. Sau khi dùng thuốc thì mình cũng không cần phải thay, tại vì nếu tép là nó rất là dễ bị nhạy cảm, nó nhạy cảm lắm, cho nên là nếu như mà có tồn dư hay là có ảnh hưởng gì thì tép nó sẽ, mình sẽ biết thấy thấy cái hồ mình nó có vấn đề ngay sau khoảng chừng 30 đến 40 60 phút à, là mình biết có chuyện rồi, chứ không cần phải đợi đến vài ngày mới 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 có chuyện đâu. Mày hiểu không? Cái này rồi, cái này nước oxy già. Oxy già này để là khi mà mình lật hồ nó, trước khi mình lật hồ thì mình sẽ đánh hai hai chai cho 50 lít nước thì nó sát khuẩn, là một. Cái thứ hai là nó diệt luôn mấy cái rêu trùm đen tào lao đó. Mình để khoảng chừng một mấy tiếng sau, thậm chí có khi lười để cả ngày rồi mình mới bắt đầu mình lật lại thì cái hổ sạch kít rồi. Đây bộ kít đo cái gì đây, cái này à, này là thuốc, thuốc này hay, thuốc này là cái viên dán sát khuẩn cái phòng nuôi, cái phòng, cái môi trường sống của mình cũng cũng xài được cái này. Mà cái này thì mình không có hàng. Này cũng là hàng của Dr. Du Puli. Này là, này là thuốc dùng để xông hơi, nó sát khuẩn 99,999 người tiếng tàu gì mình không biết vậy, nó có nghĩa là sát khuẩn. Cái này là được WHO công bố là thuốc sử dụng trong vệ sinh dịch tễ từ cái hồi mà dịch SARS bùng phát đó các bạn. Nhờ mày cái gì đây, à Vita phỉ mộc xài kích tễ ngon lắm nha. Trong đây thì cũng là thuốc thôi đó. Rồi còn gì nữa không? Rồi xuống dưới đây à, thì có dây thun này, mấy cái linh tinh rồi hồi nãy không biết. Đây nếu như rồi cái này khá là quan trọng, nếu như các bạn có điều kiện thì nên thủ sẵn một hộp này. Mình nói tại sao, tại vì cái này khử độc thuốc mũi, có nghĩa là độc những cái độc từ thuốc mũi nè, từ độc những độc kim loại nặng, nó xử lý rất nhanh.
rất là hay luôn. Cái này mình luôn luôn có cái này hết à, luôn luôn có, còn được có chút xíu à, tại vì anh em xin quá. Mà cứng quá không mở, nói chung là còn. Rồi gì nữa, đây là mấy cái tab để gắn trên, để chú thích hồ đó. Mấy cái tab này mình gắn vô. Này là tem gửi hàng, rồi vitamin nè, xài lắm, xài nhiều, xài hao xài quá trời xài luôn. Không không đó, cái đồ này à, cái này là cái gì đó, là nó là một cái loại hạt gì đó, bỏ vô nó lên men mình chả biết, nói chung là cũng không có xài. Còn gì ta, à rồi giờ đây còn cái lá bàn, cái ổi. Mỗi lần cái này, lá bàn, lá ổi, mình rất thích xài lá nha mấy bạn, tại vì lá là cách, một trong những cái cách tạo, nó là sao, gọi là tạo humic tự nhiên hay nhất. Lý do gì? Humic là nó hình thành từ mùng rửa của lá cây ấy. Thì cái thằng lá bàn, lá ổi này nó có tannin rất là nhiều, nó cũng như lá bàn, lá ổi, lá trà, lá chuối rồi này kia đó, thì nó có rất là nhiều. Rồi khi mà nó rã ra thì nó cũng sẽ hình thành một cách từ từ, chậm rãi những cái đó, cho nên nó rất là tốt cho hồ. Nên mình không có dùng chiết xuất, thường mình không sẽ không không có thích dùng chiết xuất. Chiết xuất lá bàn là nước đen rồi này kia đó, mình không thích. Thì cái cách mà sử dụng, mà xử lý lá bàn á với lá ổi thì mấy bạn lưu ý dùm cho mình. Thứ nhất, kiếm lá bàn thì kiếm cái lá thiệt là khô, lá rụng tự nhiên. Đây, để mình mở ra cho bạn. Lá này toàn đi đi xin xỏ mà, chứ mình không có tự xử lý cái này đâu. Này, kiếm cái lá bàn nó có màu đỏ, lựa những cái này, và lá phải gọi là ở, nó được trồng ở những cái nơi mà không khí nó sạch, chứ còn ở Sài Gòn này thì nói thẳng ra là không khí không tin tưởng đâu. Mình không có xài lá bàn lấy ở Sài Gòn này, tại vì nó cung bên công ty cây xanh người ta hay xử lý bằng thuốc với lại ô nhiễm khói bụi rồi này kia đó, thì nó không nên xài. Mình sẽ xài những cái ở, phải nhờ mấy anh em ở xa, Đà Lạt, Vũng Tàu rồi này kia đó, thì kiếm cho mình cái lá bàn này. Thì cái cách xử lý lá bàn này các mình giới thiệu cho mấy bạn luôn, là mấy bạn nhặt cho mình là cái lá thật là khô, màu đỏ, rơi tự nhiên, rụng tự nhiên. Sau đó các bạn về rửa thật sạch, rửa thật sạch dưới vòi nước, rửa sạch nha. Rồi sau đó không làm, không có làm gì hết, chỉ việc là đem vô trong mát để, thì mục đích là mình tất cả các loại lá mình muốn xài cho hồ á, là phải rút 100% nước ra trước khi xài, là phải rút coi như là rút cho nó khô éo lại, thì bỏ trong 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 phòng lạnh hay là để trong mát, là tự động cái lá nó sẽ khô éo lại, nó sẽ khô éo lại đó. Rồi khi mình dùng á thì mình chỉ rửa lại một lần nữa và mình bỏ thẳng vô hồ, nó ngậm nước tự động, nó chìm, mình không cần phải luộc gì hết, mọi thứ nó sẽ tự xử lý hết đó. Như cái lá trong cái hồ đó, mọi người thấy không đó, nó rã ra, nó từ từ nó chìm mà nó rã ra. Thì cái lá ổi, lá bàn thì mình dùng lá bàn khô, còn cái lá ổi á, lá ổi tươi. Thì lá ổi tươi này thì mình sẽ phải kiếm cây nào nó sạch sẽ anh tí cũng vậy thôi, rồi ngắt lấy lá đưa vô sấy,
Đấy, mấy tiếng là lâu lắm. Đấy, cho nó, nói chung là mình để làm sao để mình rút hết nước trong trong ra. Đó. Cho này, lá vàng nè. Có cái hồ nào chưa có bỏ luôn. Hồ nào không có đó, đúng không? Hồ nào không có một cái. Cái hai cái gì? Thì lá bàng á, mình có thể là với hồ 50 lít nước thì mình xài nửa lá thôi. Nó xài nửa lá. Cái này là thấy nó bớt bớt, xài thêm nửa lá nữa. Đó, còn lá nhỏ nè. Đây, hồ này chưa có. Còn lá ổi thì vứt hai ba cái vô cũng chả sao rồi. Đó là về về lá rồi, để mình suy nghĩ còn cái gì để nói nữa không. Hai à, đó vào cơ bản mới chơi với bạn. Cái hồ này mới có 2 tháng thôi, đã quá trời quá đất. Còn cái hồ này là mấy cái hồ mà tép con mình vớt ra để mình để riêng, cái hồ một cái hồ riêng á đó. Đó, còn cái hồ thì thả mấy con thì cũng mới xếp để tùm lum tà la. Đó, hồ này cũng vậy, để nheo nhóc hết rồi. À, ở trong cái hồ chứa nước này thì mình không có cho cái gì hết, chả cho, chỉ là nước ro bình thường, nước ro bình thường thôi. Và mình sủi oxy lên, sủi oxy chẳng qua là cho, nhất là nó có thể là mũi nó không có đẻ vô này, rồi nó bay clo chẳng hạn, nếu mà còn tồn dư gì đó thật sự cũng đến nỗi. Còn một cái nữa là nếu mình đánh oxy mạnh thì pH hồ, pH của nước nó sẽ lên một chút, nó chỉ có vậy thôi. Thì trong mỗi hồ mình để một cái cục rêu nhỏ vậy đó, hồ này để cũng nhiều ha, đó rêu nhỏ. Thì cái cây cối trong một cái hồ nó quyết định nhiều thứ lắm các bạn, nó quyết định chính cái môi trường hồ của mình á. Thì để khi nào mà rảnh rỗi mình sẽ làm clip tiếp về vấn đề là làm sao nhìn cái cây, giống như hôm bữa mình làm clip về cách nhìn hồ á, thì nhìn cây cối nè, ở trong đó nó cũng có nhiều cái để đoán được cái chất lượng nước của hồ mình lắm. Đấy, quá trời quá rét, cái con nhiều lắm à, đẻ lúc nhà ấp nhóc này, thấy không? Rồi bye bye. À, để hẹn gặp lại các bạn nha. Khi nào mình rảnh thì mình sẽ làm tiếp những cái clip để giới thiệu thêm cho các bạn nhiều vấn đề, và có thể trao đổi thêm cho các bạn những cái kiến thức cơ bản để nuôi tép ha, làm sao để nuôi tép nó tốt. Rồi, cảm ơn các bạn nha, bye bye. À, quên chưa, còn này nữa. Cà la rau đây, thức ăn chính vỏ chạy mình xài rau đó, bạn tâm lâm. Rồi xong, bye bye mấy bạn nha.